Nhưng thật ra tôi không phải siêu nhân, tôi là một con người bình thường. Nghe kỹ cái tăng nè, tôi nghe cái tăng nghe cái nhịp nha. Tôi không phải siêu nhân. I'm just a man. Đó, là tôi chỉ là người bình thường. Ok. Tôi không phải là siêu nhân, tôi chỉ là một con người bình thường. Lúc này là MC nói nè. Yeah. Em đứng sân khấu đúng không? Yeah. Từ từ phát biểu, em nghe đã, xong rồi em nói. Ok. Cái câu này em có thể nói dài được luôn. Tôi không biết là các cậu có hiểu tôi không. Tôi biết các cậu nghĩ tôi là Angu. Đó, em nói xong cái câu nhỏ kia phiên dịch lại, em mới nghe câu chuyện đã, đừng có nói liền. Tôi không biết các bạn có hiểu tôi không. Tôi biết các bạn nghĩ tôi là Angu. Nhưng thật ra tôi không phải là siêu nhân gì cả. Tôi chỉ là một con người bình thường. Sam, anh có một bí mật muốn kể cho em nghe. Xin chào các bạn. Chắc là các bạn đang đột nhập vào phòng thu và không biết là Khang đang làm gì đúng không ạ? Khang đang lồng tiếng cho vai nam chính trong một bộ phim hoạt hình dành cho các bạn nhỏ của chúng ta sắp được công chiếu. Đây là lần đầu tiên mà Khang thử sức với vai trò lồng tiếng phim, đặc biệt là phim hoạt hình. Và đây là nhân vật nam chính kể về một nhà khoa học trẻ. Anh này có những cái phát minh rất là đặc biệt và cũng hơi khác người. Tính cách thì cũng rất là thú vị, hơi tưng tưng một chút nhưng mà cũng khá là hài hước. Nhiệm vụ là lồng tiếng phim này thật sự là một cái trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với Khang. Trước đây thì Khang làm công việc là phát thanh viên thì nói ở trên đài rất là nhiều. Nhưng mà khi mà bước vào lồng tiếng thì mình mới bắt đầu học được nhiều điều rất là đặc biệt. Ví dụ như chúng ta sẽ có những cái màu làm sao mà nó thể hiện được cảm xúc của nhân vật. Ví dụ như tuyệt vời. Hoặc là ví dụ như chúng ta sẽ nói thật là buồn quá đi. Chẳng hạn ví dụ như vậy. Rồi chúng ta sẽ phải làm sao cho cái sự lồng tiếng của mình nó phù hợp và khớp miệng với khẩu hình của nhân vật. Đó là tất cả những gì mà mình học ở trong cái phòng thu này. Nói là đơn giản như thế nhưng mà thật ra để các bạn có khoảng 5 phút ở trên màn hình như thế là Khang phải trải qua rất là nhiều ngày lồng tiếng. Và Khang hy vọng đây là một món quà nhỏ gửi tặng cho các bạn nhỏ cũng như là các phụ huynh khi dẫn các bạn nhỏ đi xem cái bộ phim hoạt hình này. Và mong mọi người sẽ ủng hộ cho vai trò mới mẻ này của Khang và hãy đón theo dõi bộ phim nhé. Còn bây giờ Khang sẽ quay trở lại với phần lồng tiếng. Chiếc xe buýt của chúng ta đã quay trở lại. Vâng, và với tốc độ thật là nhanh. Xin chào, tôi là nhà bác học trẻ tuổi đây.